Chiều qua, Đảng ủy Quân sự quận Hải Châu đã tổ chức hội nghị công bố quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Quân sự và bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự quận. Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu chỉ định đồng chí Trần Thắng Lợi, Bí thư Quận ủy Hải Châu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự quận, giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự quận nhiệm kỳ 2020-2025, thay đồng chí Vũ Quang Hùng, nguyên Bí thư Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự quận, nay đã chuyển công tác khác. Tại buổi làm việc, sau khi công bố quyết định, các đại biểu đã chứng kiến bàn giao chức danh Bí thư Đảng ủy Quân sự với các nội dung cụ thể về nhiệm vụ của Bí thư, tình hình, nhiệm vụ, đơn vị, hệ thống, văn bản chung, cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian đến.